trong luôn. Chào đây.
Chắc đưa bà qua băng ca này nhé. Dạ, đưa qua băng ca luôn anh, gắn máy thở cho giùm em. Đưa qua. Cái đầu kia phải đâu? Đâu đây hả? Đâu. Đá cái chân cho mấy chị rồi, ok nha. Em đưa taxi đây. Rồi. Hai người bên bị nhiều đó, thì cùng đi lên hai người đi lên bàn giao cho Suy đi. Ông tí nữa người nhà lên sẽ có đi dẫn dẫn đi làm một tờ tờ. Đấy là để bàn giao đồ của người nhà cho đang có vali không đã. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thế rồi, đưa tao mình. Thế đó hả? Bóng lên nhà quá. Cúc đời em luôn vậy thôi, trên đường. Ngoài đang nắng ha. Xong rồi, xong rồi. Rồi xong rồi. Rồi xong rồi. Chỉnh hay giường quay? Đây đây, quay quay quay. Quay đầu giường. Thank you.